Cal Group Construction Company dưới sự điều khiển của anh Kevin Trần, tốt nghiệp Construction Engineer Management tại Cal State Long Beach, có trên 20 năm kinh nghiệm, từng quản lý công trường lớn như 1994 Northridge Earthquake, 300 Condominiums, Starbucks Coffee, Seattle Best Coffee, Color Me Mine, McConnell Creamery và Three Dog Bakery. Năm 2009, anh Kevin Trần được City of Garden Grove trao giải căn nhà đẹp nhất trong 30.000 căn nhà, chuyên build custom home, commercial building, medical center, hair and nails và restaurant. Hiện đang xây dựng những công trình của Westfield Mall với sự cộng tác của một nhóm kiến trúc sư và kỹ sư sẽ take care từ A đến Z cho quý vị. Mọi tham khảo xin liên lạc anh Kevin Trần ở số 714-378-8887, 714-378-8887. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay Mộng Lan đang có mặt tại một job site của công ty Cal Group Construction and Design. Bên cạnh Mộng Lan đây là anh Kevin Trần. Mộng Lan rất là vinh dự để giới thiệu đến quý khán giả cái job site này. Đây là một cái căn nhà mà sau khi mà xây xong thì được biết là sẽ lớn nhất ở trong cái block này, có phải không thưa anh Kevin? Kevin xin thân chào tất cả quý vị. Và nếu mà cái căn nhà này xây xong sẽ là một lớn nhất trong một cái khu này. Yeah. Cái khu này nó xây bắt đầu, nó đã xây từ năm 1972. Và Mộng Lan thấy những cái căn nhà chung quanh đây cũng tương đối là mới, tại vì những cái mái ngói nhìn thì biết là căn nhà đó mới phải không anh? Thì nguyên cái khu này nó bắt đầu từ develop từ 1972 thì kéo dài tính ra bây giờ nó cũng là 40 mấy năm rồi. Thì Việt Nam vô khu này nghe nói vui chơi thì Việt Nam đặt ở đây là quận nhất. Của Liên Hợp Sài Gòn. Thưa với quý khán giả, trước mặt Mộng Lan đây là những cái blueprint. Anh Kevin có thể cho quý khán giả biết đó là cái tiến trình mà vẽ cái blueprint, cái sơ đồ này đó, nó rất là tốn công và làm sao để mà chúng ta có thể được approve nhanh chóng thay vì là cứ phải sửa đi sửa lại với lại city, phải không anh? Thì thật sự khi mà trước khi tới một cái công trình nào hoặc là nói chuyện với khách hàng thì Kevin tới rồi Kevin giải thích làm được cái gì, đất nó làm được bao nhiêu, thì khách hàng đồng ý mình mới ký contract, rồi Kevin sẽ work với từng người designer rồi đi qua từ engineer với khách hàng để mình lấy đó, rồi chính bản thân Kevin là một người chạy trong thành phố đi nộp những thành cho thành phố, mà khi nộp làm như vậy Kevin biết cái time frame nó như thế nào để mình trả lời với khách hàng để mình làm cho đúng. Thưa anh, cái căn nhà này đó là Mộng Lan được biết là anh demolish nó, tức là anh phải đập phá ra để mà xây một cái căn nhà mới lên như vậy. Thì cái phí tổn nó có nhiều không anh, thay vì là mình upgrade một căn nhà? Cái căn nhà này thật sự nó làm lại là hoàn toàn mới hết. Nhưng mà giữ là một phần của cái móng để đỡ tốn tiền property tax. Thành ra đó là anh Kevin, Mộng Lan nhìn thấy cái căn nhà này rất là to. Thưa với quý khán giả, căn nhà này sẽ có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm thưa anh? Căn nhà này chỉ có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Nhưng mà living square feet nó khoảng 3.700 living square feet. Như open ceiling hoặc là nói nôm na giống như Việt Nam nói là cathedral ceiling, mái cao như là mái nhà thờ đấy không anh, cathedral. Đó thì nó từ khoảng 26 feet tới 16 feet. Thưa anh, khi mà anh nói là giữ lại cái nền móng đó, giữ lại cái foundation đó, tức là cái nền móng đây mình không có xây thêm nữa. Tại vì nếu mà mình xây thêm nữa mà cái nhà này đã quá rộng rồi, thành ra nếu mà mình xây mà lấn ra nữa thì là city sẽ appraise lại phải không anh? Không vấn đề, khi mà city nó không appraise mà thì assessor nó sẽ appraise cái value mình lại, là nếu mình lấy hết cái foundation ra, mình là grading mình làm lại thì nó tính lại từng mới, còn cái foundation cũ thì mình dựa nó, mình reinforce chỗ nào cần upgrade để lên lầu này kia thì engineer nó sẽ tính ra, nó sẽ cho mình biết là mình cần làm như thế nào. Thì từ đó mình mới làm, thì mình đỡ cho cái property tax thôi. Thưa anh, thì cái căn nhà cũ đó, trước khi mà anh đập nền móng ra để mà anh xây lại căn nhà mới 4 phòng ngủ như vậy đó, thì trước đó là căn nhà để bao nhiêu phòng ngủ? Căn nhà này hồi xưa nó là cũng là 4 phòng ngủ mà single một tầng. Rồi bây giờ mình 4 phòng ngủ nhưng mà chỉ ở dưới lầu là chỉ có một tầng một phòng, còn như là trên lầu. Nhưng mà hồi xưa nó khoảng 1.500 square feet. Quý khán giả vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của Mộng Lan dành cho anh Kevin Trần của Cal Group Construction and Design, và Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan đang có mặt trong một cái job site của anh ở thành phố Westminster. Thưa với quý khán giả, căn nhà này
trước khi mà Mộng Lan thấy lên tường, lên mái này kia đó, Mộng Lan đã thấy rất là đẹp và rất là rộng rãi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái blueprint mà anh Kevin Trần đã có, tại vì Mộng Lan biết anh Kevin Trần rất là giỏi về cái vấn đề mà check những cái blueprint trước khi mà nộp lên cho thành phố để mà không có bị sửa đi sửa lại và tốn công mất thời giờ. Thưa với quý khán giả, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái blueprint của anh. Hiện tại mình đang đứng ở trong cái phòng khách mà ngay chỗ trước cái post cửa sẽ đi vô ngay đây. Cái những cái chỗ mà hơi nó đe đậm đó là cái existing floor plan. Khi mình làm lên, mình expand nó ra, rồi xong mình sẽ lên tầng thứ hai. Khi mà vẽ một cái bản vẽ, mình phải cho biết những cái area cũ như thế nào, mình giữ như thế nào, làm mới như thế nào, thì dựa từ cái này thì thành phố nó dựa. Mà riêng thành phố Westminster thì nó cho mình tới chỉ có 40%, mà mình đây xài tới 39% footprint rồi, thì mình very close. Dạ, tức là cái lot coverage phải không anh? Dạ, lot coverage mình tới 39% rồi, thì mình không còn bao nhiêu để mình lấn nữa. Dạ, nhưng mà nếu mà nói cái lot coverage là 39%, anh cũng làm rất là rộng rồi, tại vì đằng sau Mộ Lan còn thấy có vườn nữa, rồi lại còn có thác nước Hòn Nông Bộ, tượng Phật nữa anh. Thì cái lot này chỉ 6.000 square feet thôi, thì mình xài tới 39% của 6.000, thì đó cho footprint mình nó là gần 2.400 rồi. Thì mình lên lầu nữa thì bởi cái nhà này xong là cái living square feet nó gần tới 3.700 là. Wow, và tiếng nện đinh ở đằng sau quý vị vẫn nghe, là tại vì Đỗ Minh Dũng, Mộng Lan đang có mặt tại một web, tại một cái job site của anh Kevin Trần của công ty Cao Group Construction and Design. Đây, sau khi mà xây xong cái căn nhà 4 phòng ngủ này với cái living square feet gần 3.700 square feet, thì quý vị sẽ thấy là căn nhà này rất là rộng, rất là đẹp. Và bây giờ là cái floor plan nhìn từ ngoài vô, phải không anh? Cái này là một cái elevation trên bản vẽ theo floor plan để mình nhìn thấy cái về một cái mô hình. Yeah. Từ mỗi một khía cạnh, từ giờ trong này thì giờ nhìn từ phía nam, từ nhìn từ phía bắc, phía đông và phía tây. Yeah. Thì mình nếu mình nhìn ở ngoài nhìn vô thì ở đây nó là nhìn về hướng bắc thì có cửa, nhưng mà cửa riêng cái nhà này thì cái cửa không đi thẳng mà cửa vô bên hông. Tại vì sao? Vì phong thủy anh? Dạ, Mộng Lan đón rất hay, cái này là cái phong thủy. Thưa với anh thì ở đây ấy, sau khi xây xong thì căn nhà này sẽ có cái ban công đằng trước, phải không có, anh? Có ban công ở trước, yeah. Rồi nó là balcony, exterior balcony, rồi ở trong cái riêng cái nhà này nó có interior balcony nữa, một cái loft rất là lớn. Dạ. Yeah. Nó là khoảng cỡ 10 feet. Yeah. Từ 30 feet, yeah. là khoảng 300 square feet play area hoặc là interior balcony. Dạ, yeah, thì cái loft đó mình có thể làm một cái văn phòng hoặc là mình làm cái entertainment center, phải không anh? Rất đúng, đó là cái plan của chủ nhà sẽ làm entertainment center. Dạ, yeah, wow. Và thưa với quý khán thính giả, quý vị thấy không, là bao nhiêu trang tất cả thì anh Kevin? Cái này nó tổng cộng nó vừa cái detail này kia nó khoảng 15 trang giấy. Yeah. Mộng Lan phục anh lắm, là tại vì thưa với quý khán thính giả là khi mà Mộng Lan đến cái City of Garden Grove để Mộng Lan xin cái permit để mà làm cái license á, thì cái license mà business á, thì Mộng Lan thấy là quý engineer đó, quý chị engineer đưa bản vẽ vô đó, đứng chờ rất là lâu. Một người thiết kế, kiến trúc sư thiết kế với Kevin, người này rất là khó tánh. Yeah. Không, khó tánh thì Mộng Lan biết, nhưng mà Mộng Lan biết chắc anh Kevin còn khó tánh hơn nữa. Mộng Lan cũng xin thưa với quý khán giả là một người thầy mà khó tánh là người đó sẽ giúp cho chúng ta về cái kiến thức của chúng ta rất là nhiều. Anh Kevin á, ảnh nhìn vào cái bản vẽ này, cái này Mộng Lan tiết lộ nha, tại vì Mộng Lan biết là nếu mà xin phép anh cũng không cho nói, nhưng Mộng Lan tiết lộ là ai cầm micro người đó thắng. Thì thưa với quý vị là anh nhìn vào cái bản vẽ, anh nói là anh nhìn vào cái bản vẽ thôi là anh đã biết phải làm cái gì cho cái căn nhà mà anh đang xây, phải không anh? Thì nói thì mình không dám tự cao tự đại, nhưng mà cái này là cái khiếu của trời cho thôi. Chỉ nhìn qua là mình phải biết nó phải đi thế nào, phải làm như thế nào rồi. Đi sâu vào trong cái căn nhà mà anh Kevin đang còn xây mới lại, thưa anh, thì đây là những cái phòng gì thưa anh? Đây là mình đi vô cái master bedroom ở dưới lầu. Yeah. Đã, thì khi mình đi vô đây là phòng ngủ, phòng master bed, rồi xong mình sẽ đi vô cho master bath. Yeah. Yeah. Tức là trong cái master bedroom là có cái master. Yeah. Rồi có cái phòng exercise nữa. Oh, wow, cái phòng exercise là phòng nào anh? Phòng exercise là đây đang làm ở đây. Đây là Gobi, cái shower. Yeah. Jacuzzi corner and bên tay trái của Kevin là cái phòng exercise. Yeah. Yeah. Thì có cái cửa đi ra làm sao thì nó
riêng cái này chủ thiết kế để là con cái trên lầu để dẫn đi cửa sau để vô là exercise được. Hay quá. Đỗ Minh Dũng, em phải ra đây và bird side view cho em để em nhìn ngay chỗ cái chỗ này, đó là cái phòng exercise room, cũng là khá rộng anh ha, có thể để được treadmill này kia. Ở căn nhà mới này có xây jacuzzi không anh? Yeah, có jacuzzi ở đứng ở phía sau của Mộng Lan. Dạ, yeah. Tức là đây là cái phòng tắm đó quý vị. Đằng sau lưng của anh Kevin và Mộng Lan là phòng tắm không anh? Dạ, yeah, đúng là phòng tắm vừa cái sinh dưới cái jacuzzi, còn ra bên tay phải của Mộng Lan là đang làm đây, một anh thợ đang làm đó là cái shower. Dạ. Yeah. Tức là cái standing shower. Dạ. Yeah. Và đằng sau đó là cái vườn, người ta sẽ giữ cái vườn đó chứ anh ha, tại vì đất rất là tốt phải không ạ? Đất riêng cái vùng này không biết, đất là có trồng cây rất là tốt. Yeah. Đặc biệt là nhãn với thanh long rất là tốt. Wow, và nhãn mùa rồi đó thì Mộng Lan cũng biết là nhãn rất là ngon, rất là to, cơm dày và rất là ngọt. Thưa với quý khán thính giả, đây là cái job site của công ty Cao Group Construction and Design mà Đỗ Minh Dũng, Mộng Lan rất là hãnh diện để mà có mặt ở đây ngày hôm nay để tường trình đến với quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, anh Kevin Trần và Mộng Lan đang còn đứng ở trong một trong những cái Mộng Lan gọi là cái phòng, tại vì nó to như vậy. Nhưng mà anh Kevin nói đây là cái ban công, sẽ có cái những cái thanh sắt ở ngoài sau đó. Cái rêu sắt ở iron rail nó làm cái slope để nước lở cái vô để chảy ra, thì đó, đây nó cần cỡ 350 square feet. Yeah. Và ở chung quanh đây chúng ta có thể để những cái bàn hoặc là những cái ghế để tối về uống trà, uống cà phê, ngắm thành phố anh ha. Cái đó là Mộng Lan nói đúng, nhưng cái phòng này riêng biệt cái balcony này với cái phòng ngủ ở đứng trước mặt đó là của thằng con trai nhỏ thì chắc nó không có uống gì đâu. Uống chi là phòng này là phòng của Mộng Lan rồi. Cái ban công rất là đẹp thưa quý khán thính giả, chỉ cần một vài cái giò hoa giấy hoặc là một vài cái bàn là tối chúng ta có thể ngắm trăng hay là chiều ngắm mặt trời lặn, rất là đẹp thưa quý vị. Kính thưa quý khán giả, đây là công ty Cao Group Construction and Design với anh Kevin Trần và quý anh chị ở đây. Một lần nữa thì Mộng Lan hân hạnh giới thiệu đến quý vị Turn, số điện thoại là 714-378-8887, 714-378-8887, Cao Group Construction and Design, Commercial and Residential.